cho chúng ta biết đó là ít ai giữ lại chí bền, tu theo nước lớn rồng bèn thái trâu. Rồng bèn thái trâu là bỏ theo cuộc đó. Rồi sau này gặp thầy người tới chuyện đó là không khóc thì được không? À, như vậy là sợ cho lắm kẻ trang hoàng bị tôn. Rồi bây giờ đến câu thứ ba, đó là sợ nhiều kẻ giả buồn đổi chí. Sợ nhiều kẻ giả buồn đổi chí, quên những câu chánh kỷ quán nhân, là sợ nhiều kẻ giả buồn đổi chí. Tất nhiên là mình tu theo giáo lý phải nha. Rồi sau đó có nghĩa là mình buồn, là mình buồn trong đó nó có nhiều cái tình trạng buồn, có nghĩa là có nhiều khi chúng ta tu trong một thời gian cái nó đau bệnh buồn, tu trong thời gian nó bị tai nạn nó buồn, tu trong thời gian thì bị nghèo khổ thiếu nợ thiếu nợ thiếu hủ thiếu hàng không tiền bạc, cái đi mình dư bán nước tương bán cái giấy số cho nó có tiền có bạc, đó là đổi chí. Đổi chí tất nhiên là sợ nhiều kẻ giả buồn đổi chí. Đổi chí hướng của mình, chí hướng của mình là lập trường coi như là để mình tu hành cho đến ngày chung cuộc, có thiện căn sớm lại cửa thiện câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc là tu cho đến ngày chung cuộc của mình. Nghiêu như hướng đó, là trời nghiêu múa dòng tay ánh, là cái thời nghiêu thời kỳ vậy. Cho nên trải qua cái thời kỳ của tam hoàng đến cái thời kỳ của ngũ đế, ngũ đế chớ đâu bồ tháng sanh linh, bởi nay nỗi đạo phải kinh ngạc vị. Cho nên thời kỳ có nghiêu hướng đó là cha ra cha mà con ra con, chồng ra chồng, vợ ra vợ. Đó là trong thời kỳ như là cái đạo nhân linh của con người mình sống rất là tốt lành. Như Đức Thầy còn nhắc lại là đạo tâu chúa chặt trình câu chung thủy, đạo thầy trò khắc cốt như như xương, đạo cha con chặt giải chữ như truyền đạo chồng vợ cũng hoài cho đến khác. Đó là cái thời kỳ của Nghiêu, thời kỳ của Thần Nghiêu. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy muốn nhắc lại là cái thời kỳ là của ông Vua Nghiêu khi xưa đó, để khi mà đồng đạo hỏi Vua Nghiêu đó là ai mà nhắc lại cái chuyện đó để làm gì, thì ở đây là muốn nói qua cái ý này. Cái ý tất nhiên Đức Thầy nói là thời xưa thời buổi cái gì Vua Nghiêu xưa mở đất cài, ngày nay dừng lại cảnh này cho đi. Thì bây giờ cũng trong buổi nhất đó, Đức Thầy khi mà đi dạo Lục Châu, thì bây giờ đó là có người hỏi Đức Thầy. Cho nên nguyên cái câu văn của Đức Thầy nó hỏi ông người ở đâu cài, Đức Thầy mới trả lời rằng ở non cài Vua Nghiêu. Như vậy thì bây giờ trong khi đó Đức Thầy ra đời năm phàm để cứu độ cho chúng sinh, thì lúc bây giờ đó là có người hỏi Đức Thầy hỏi là và người ở đâu, thì Đức Thầy mới trả lời là hỏi ông ở đâu rồi trả lời rằng ở non cài Vua Nghiêu, tức như là muốn nói thời kỳ Vua Nghiêu. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy ra đời lâm phàm cứu độ cho chúng sanh, ngài muốn cho chúng sanh biết rằng ngài có bổn phận là để lập lại một cái thời kỳ Thượng Quân Thánh Đức. Mà lập lại cái thời kỳ Thượng Quân Thánh Đức ấy là nó giống như cái thời kỳ của Đường Nghiêu, giống thời kỳ của Nghiêu Thánh, để mà con người sống được coi như là rất là thái bình, rất là an lạc và không còn bị khổ sở nữa. Cho nên Đức Thầy mới nhắc lại trong cái bài bốn học, Đức Thầy mới nói là nực cười cho lũ sói muôn, đem điều cai nghiệp phá tù Thượng Nghiêu. Cho nên Đức Thầy muốn lặp lại coi như thời kỳ Thượng Quân Thánh Đức giống như thời kỳ của Nghiêu Thánh, mà gặp coi như là mấy cái người đang làm khó dễ coi như là phá đi cái tù Thượng Nghiêu của Đức Thầy. Vì vậy cho nên là ở đây muốn nói coi như là qua cái thời kỳ của Nghiêu Thánh ấy, là Đức Thầy có trọng trách, ngài coi như là có bổn phận lặp lại cái thời kỳ Thượng Quân, mà thời kỳ Thượng Quân ấy giống như thời kỳ của thời kỳ của Nghiêu Thánh. Đó, như vậy thì bây giờ ở đây qua câu này đó là đồng đạo mới hỏi là đưa qua cái câu giảng là Vua Nghiêu xưa mở đất cài, là muốn nói qua cái thời kỳ của Vua Nghiêu khi xưa mở đất cài, đất nhiên là mở ra thiên nhiên là cái ruộng để mà trong khi đó chọn cái người nhân hiền. Sau khi Vua Nghiêu đó là có hai người con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh, và trong đó coi như là có rất nhiều người con trai, nhưng mà cuối cùng không có chọn một cái người con nào để mà nói nhận. Sau cuối cùng coi như là chọn được ông Tuấn để mà truyền nhau, và hai người con gái đó là Nga Hoàng và Nữ Anh coi như là đã cho Vua Tuấn, và sau cuối cùng Vua Tuấn mới truyền nhau như là cho ông Vua Nghiêu. Như vậy hồi xưa có cái câu là truyền hiền bất truyền tử, tất nhiên là truyền cái người hiền chứ không có chuyện đó.
tất nhiên là người đã tìm được nó rồi. Như vậy thì bây giờ ông Du Nghiêu khi xưa coi như là chọn được ông Du Thính, mà sau khi đó nấu ngôi cho tiếp theo đó là tại vì chỗ của Vũ Đế. Thì bây giờ ở nơi đây coi như là cái chuyện nó gọn như vậy, nhưng mà để trở lại cái ý tức là hôm nay Đức Thầy muốn thiết lập lại cái thời Vũ Quân Thánh Đức giống như thời kỳ Du Thính, mà ngài tất nhiên là cái người giống như là hồi xưa ở trong cái thời kỳ của Du Nghiêu. Cho nên Đức Thầy Du Nghiêu sư mở Đức Thầy ngày nay nhìn lại cảnh này cho đi, là cái cảnh này là cái cảnh sống trong hiện tại này, sau này cái cõi ta bà này chúng ta đang sống đây, thì cảnh này sau này trở lại là cảnh đời Vũ Quân Thánh Đức y giống như thời kỳ của Du Nghiêu. Cho nên Đức Thầy mới nói thi tả cảnh bồng lai tại thế, tất nhiên là bồng lai tại thế sau này là cái cảnh đời mà chúng ta đang sống giống như cảnh tiên thời kỳ của Vũ Quân Thánh Đức. Rồi chỗ khác Đức Thầy mới nói là lưu ly hổ phách mấy tòa đại cung dành cho kẻ lòng chung chánh trực vui cùng thần náo nức vui tươi, liên qua đua nở nụ cười nước đau lưng đóng chào mừng trên thế gian thoát chốn một tù thần tiên hiệp mặt thì tù quá đông. Rồi mắt nhìn thấy thần thông bí quá Đức Di Đà hiện chóa hào quang, Việt Nam là giống lòng bậy không còn hung bạo lăng lộng như nay. Dòm khắp chốn gồng mây chơi dở dân hai lòng hết mở cùng điên thiên cơ bí ảo diệu quyền hiệp chung tam thổi với người Việt Nam. Hiệp chung tam thổi tất nhiên là thổi ấy, là trong đó là ba cái nhiên là cái thổi, tất nhiên là trong đó là Phật tổng nhau và đạo lão sau này có nghĩa là chung luôn tam thổi đều vào mặt. Thì hiệp chung tam thổi như miền Trần A Bức Nghiên hạ viết bài chân cột ai rõ lòng con cuốc họ như vậy. Thì hồi xưa thời kỳ của Du Nghiêu là Du Nghiêu xưa mở đất cài coi như là để mà nói lên coi như là cái cảnh thái bình an lạc, thì sau này coi như là cái cảnh đó là ngày nay nhường lại cảnh này cho điên, là cái cảnh này là sau này nhường lại cho thầy, mà điên đó là thầy, mà thầy đó tất nhiên là chữ điên đó là danh từ đó là chỉ cho Cử Đa, mà ông Cử Đa đó thì ông xưng điên, bồng lai đó thì điên lại có ngôi tất nhiên là cũng điên tây phương cực lạc cùng họ xem. Hay là điên này xưa cũng như ai vào cát ra đà tục vực vào sang lý suy danh đời chẳng mạnh bình lên ảnh vật long sang tu kỳ tất nhiên chỉ cho đó. Thì là ngày nay dừng lại cảnh này cho điên là Đức Thầy muốn cho tất cả các chúng sanh biết sau này ở nơi cõi ta bà này là con người chúng ta sống giống như cái cảnh của thầy cũng như thích. Cho nên Đức Thầy mới nói coi như là ước mơ thượng cổ hồi quy thế trần no ấm phú thi ăn nhạc, rồi quân thần phụ tử dinh gian hết lo cay đắng mà cùng ăn phần cùng. Rồi chỗ khác Đức Thầy lại nói coi như là ước cho mong cho đời gặp lúc hải ca trong bốn vị thái bình mới đầu, rồi Phật tiên thánh đồng nhân hà hải những ước ao thế giới hòa bình. Tất nhiên là ở nơi đây coi như là trong cái cõi này là cảm thấy bình an lạc. Rồi chỗ khác Đức Thầy cũng nhắc lại cho chúng ta biết đó là bốn biển một nhà trao là dân sự hết tạng ngang, tất nhiên là sau này là cứ biết chuyện nào được quy như không cấp hoàn cầu dân biết thương nhau, là trong đó là bốn biển một nhà cha là bản thánh, nghĩa là trở lại một cái cảnh thái bình an lạc, là con người chúng ta sống cái cảnh ở nơi tương lai mà Đức Thầy đã giới thiệu đó thì nó giống như là cái cảnh thời kỳ của Du Nghiêu vậy. Như vậy thì sau này là dừng lại cảnh này cho điên, tất nhiên sau này Đức Thầy có cái quyền để mà quyết định trong thời kỳ đó là một tay tá quốc an bang nước nhà biển đã thấn đàn biển dinh là nhường lại cho họ. Rồi chỗ khác Đức Thầy lại bảo cho chúng ta biết tất nhiên là sau này cái cảnh đó là lão đây dân lệnh Phật tôn lãnh cân thượng phạt chuyên môn giữ lành, hay là quá công chỉ điện cầm cân công bình thượng phạt thứ dân đạo thường. Thì hồi xưa ông Du Nghiêu coi như là ông làm những cái công việc đó, thì hôm nay sau này thời kỳ thượng quân Thánh Đức thì Đức Thầy làm cái bổn phận trách nhiệm đó, cho nên Đức Thầy mới nói là ngày nay nhường lại là cảnh này cho điên, là cảnh đó cái cảnh mà hôm nay coi như là Đức Thầy đã nhắc cho mình biết, là giới thiệu cho mình biết là cảnh này là sau này là trở lại là cảnh thượng quân Thánh Đức, mà Đức Thầy nói sau này đó là long hoa tiên Phật đáo ta bà, là cái cảnh long hoa đó là tiên là Phật đáo ta bà là xuống trong cõi trần này lừa lọc con làm việc quỷ ma, tất nhiên là sau này cái cảnh đó là cảnh thái Phật an lạc, là cái cảnh coi như là để con người sống không còn khổ sở giống như thời kỳ mà chúng ta đang sống đây, là cái cảnh rất là an lạc mà giống như thời kỳ của Như Thế. Thì nội dung nó vậy, đến đây trình bày chúng tôi cũng xin hết ít. Thì nhớ xem đừng nói tắt hả? Nói tắt hả? Nói tắt rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa cô bác anh em đồng đạo,
Hôm nay anh Tư đã trình bày qua một cái hai con giáp như này là một cái đề. Thì bây giờ thì thôi giờ mời đồng đạo hỏi đi có cái câu nào mà đưa nêu lên. Lâu rồi mới thở với anh Tư mới xuống một lần, thì bây giờ đặt ra một cái chủ đề là ghi vấn. Quý vị cứ hỏi trong giáo lý thầy, bất luận là chỗ nào trong giáo lý thầy cứ hỏi là anh Tư để trình bày để mà anh em mình nghe chung. À, thôi mời đồng đạo đi. Vì ủng hộ cho cái chỗ trong pháp. Cảm ơn pháp tay của vị ủng hộ cho tinh thần Phật pháp. Tiếp theo đồng đạo hỏi hai câu là nội quan ảnh tâm vô kỳ giác, ngoại quan hình bất chấp thị hình. Nhưng mà nó cũng phải có một câu tiếng giữa nữa mới tới, như là cái ngoại quan hình bất chấp thị hình đó là đường đạo đức bước đi thượng nách. Cái ngoại quan hình bất chấp thị hình phải bền lòng chặt nhỏ sắc tinh, ráng chứng chữ bất sanh bất diệt. Cho nên câu này đó, đoạn này thì nói qua là thiền pháp, tất nhiên là qua cái phương pháp tu trở về nội tâm để chúng ta trở về với cái thân tánh của mình. Nhưng mà thường khi đó thì bạn dạy nha, nhưng mà đối với đồng đạo của mình đó, thì giờ mình bàn pháp tu cho nó đầy đủ hơn chút đi. Thì bây giờ hai câu giảng được đồng đạo đưa lên chúng tôi được biết là được trích từ trong bài Diệu Pháp Quang Minh đó. Mà cái bài Diệu Pháp Quang Minh này đó là Đức Thầy viết vào ngày 10 tháng 4 năm Canh Thìn năm 1940, Đức Thầy viết ở tại Tổ Định. Và có tất cả đó là 244 câu đồng đạo viết ra trong đó hai câu. Bây giờ hai câu đó thì nội quan cảnh tâm vô thì vật, đường đạo đức bước đi từ lắc ngoại quan hình bất chấp tiền hình, thấy chưa quý vị? Nhưng mà trước cái câu đó đó thì Đức Thầy cũng cho chúng ta biết đó, thì lúc huỳnh hôn đèn ý soi đầy thì nó thẳng đi về là mới điên đàm luận ít câu dốt nát, mong chỉ anh Phật làm thế nào mới lời dân hô ý kiến chẳng cao mới nổi quan cảnh tâm vô thì vật, mới đường đạo đức bước đi từ lắc ngoại quan hình bất chấp tiền hình. Như vậy thì trước cái câu này đó là Đức Thầy nói qua Pháp Môn Tịnh Độ. Rồi sau khi đến cái câu này đó thì Đức Thầy mới chỉ cho mình phương cách tu Tịnh Độ phải tu như vậy. Chứ có nhiều khi chúng ta bàn sâu vào vấn đề mà thiền pháp nội quan cảnh tâm vô thì vật là ngoại ly ảnh di thiền, tâm vô loạn di định, là muốn được thiền định là ở ngoài không còn nhiễm thiền pháp là thiền, còn bên trong mình á thì không còn tác loạn nên gọi là định. Mà khi trở về thiền định mới đến cái chỗ gọi là đạo quan cảnh tâm vô thiền định. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi trình bày quý vị qua cái chiếc này xếp nè. Bởi vì trước cái câu đó Đức Thầy nói là lúc huỳnh hôn đèn chí xoay đầy tiền nó thẳng đi về cực lạc, là Đức Thầy chỉ cho mình cái con đường này. Rồi Đức Thầy mới nói tiếp thêm điên là những ít câu dốt nát, mong chỉ ăn bằng bạc thế nào, và lời dân hô ý kiến chẳng cao, nội quan cảnh tâm vô thì là mới nói qua cái chỗ nội quan cảnh này là tâm vô thì đó. Như vậy thì cái pháp môn tịnh độ mà Đức Thầy chỉ cho chúng ta muốn giảng sanh về cực lạc đó là tìm nẻo thẳng đi về cực lạc. Mà khi tìm nẻo thẳng đi về cực lạc đó là cái người tu chúng ta đó là trước tiên phải tu trong cái chỗ này là phải nội quan cảnh tâm vô thì đó. Mà nếu như tu mà trong cái nội quan cảnh, tất nhiên là quan cảnh là cái cảnh bên trong của cái tư tưởng của mình, mà khi chúng ta tìm cái nẻo thẳng đi về cực lạc mà bên trong mình khi có đến cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà trong đây tất nhiên là nó còn thì cái chỗ này tất nhiên là thẳng tìm nẻo thẳng cho nên như là khi chúng ta khi mà niệm Phật thì Thầy mới bảo cho chúng ta biết gìn giới cấm sửa tâm mô tạp niệm Phật á mà dẹp lòng tà, mà nếu chúng ta còn cái lòng tà nó như là không bao giờ đi đủ gì cho mấy cái bụi cho nên tâm như trong chống giữa trời Phật Thầy một niệm còn người thì nó không thành chính, và các vị xấu nhớ ra chứ hết đấy cho chung mọi người có nơi là ma phù một giả dị có thương niệm đến không ai cũng nghèo, thì không cần hỏi ông nào cũng biết niệm thầy không giờ không chịu cho.
như vậy ở quan câu này nó là nội quan cảnh tâm vô thế này là ở đây đang chúng ta cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là trong tâm cảm là phải cái như là vô cái hình cảm thức như là không. Như vậy là vô là không, là kỳ kỳ vọng tiên là giữ cái vọng thanh trong ta nhưng mà hơi tội mà hàng ngày mình đây không nào những cái mình chấp hàng ngày đó nào là thành kiến cố chấp thói quen sự chần chờ lòng tham cố mà nó lớn phát cho tất nhiên rồi xử lý lấy một phiền cảm để cho não tu không ở lại cái này con sẽ mà người tu mình có nghĩa là phải giữ làm sao cho cái tánh tâm cần phải bình tĩnh, cần phải tĩnh giữ tư cái câu này cũng như là mới cũng như là không có mà thử hỏi người tu mình có như là trong lúc mà niệm Phật trong lúc hành đạo mà bây giờ còn những cái tư tưởng đó thì làm sao mà cái tâm mình được mà đã không thanh tịnh thì không có không gì như là được mà gì cho nên Đức Phật bảo cho chúng ta biết nếu ai mà biết chữ tu trì tâm mình tịnh nó rộng 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 tâm mình phải tịnh cho nên cái câu này là nội quan cảnh phải tâm vô rồi bây giờ nếu mà được cái chỗ nội quan cảnh được tâm vô thì được trọng nhưng mà Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết đạo đức bước đi mà bước đi từ đất đầu tiên là người tu chúng ta không phải là vào trong núi trong non trong sâu trong ấm và trong chùa trong chi giới lộ giới cảnh là kia mà phải bước đi từ đất tất nhiên là vừa tu vừa niệm Phật mà phải vừa làm tu như vậy là bước đi từ đất đi đất trong đất hang không phải bước một lần trên đường hành đạo phải quan chánh tương lai muốn được lên Bồ Tát đó, hiện tại nó làm gì thì chắc là bước đi từ muốn được thành Phật mà giờ lòng bất sao không cho nên là còn niệm Phật niệm cho đến chết cũng không thành chi hết mà mong Phật là cả ngộ độ xong qua đây cũng lấy một tâm độ đạo chứ đâu phải ngồi nơi một chỗ giữa chùa chiền chung mỗi kể cơ không làm cho kẻ nào nhờ tu hành được thành Phật giờ chúng ta muốn thành Phật tất nhiên là phải bước đi từ đất chúng ta cái đất hang đầu tiên là hậu đạo cũng đọc có phần năm triệu nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết đó là muốn về cõi Phật muốn lập thân lập thân đó chẳng tất nhiên là tất cả các việc mình người ta hàng ngày đó là tự nguyện xã hội là lúc là không có gì không nên chúng ta không làm được chứ đừng có nghĩ là tiến tấn thành Phật mình nghĩ như là giờ muốn giờ non mà bắt đầu còn lên cỏ 7 ngàn 10 ngàn 4 9 ngàn đặc ảo nhưng cái câu này không đúng cho nên Đức Thầy mới bảo câu này là phải bước đi từ nghĩa là bước lên bước lên bước lên hoài như vậy nhưng mà chúng ta phải làm nghe đâu mà không nói nó đừng có tiền gì hết rồi bây giờ là ngoại quan hình bất chấp tiền hình nữa là qua cái đoạn sau đó hồi nãy là đấu với cái tâm mà bây giờ Đức Thầy bảo cho cái câu sau cái nhân là Đức Thầy bảo cho cái này mà đối ngoại nó là gì tất nhiên là hàng ngày chúng ta đang tu tập đây tất nhiên là bây giờ đối ngoại nó làm từ thiện cũng đối ngoại làm từ đi làm từ cũng đối ngoại đi đánh gỗ cũng đối ngoại đi làm xã hội cũng đối ngoại đi thả cá cũng đối ngoại rồi đi núi đi non cũng đối ngoại đi làm để mà cứu trợ cũng đối ngoại cái này là đối ngoại nhưng mà bây giờ đối ngoại đó là câu này Đức Thầy nói là tâm vô quan hình bất chấp thiện hành là khi mình làm phước, khi mình đi làm xã hội, khi mình như thế này nghĩa là tất cả các việc là để mình giúp ích cho đời. Ở bên ngoài nó chê em, chê bên giờ bây giờ là phải bất chấp thiện hành, có nghĩa là nói gì nói chê, nói hơn nó thôi canh vô cao thấp, thị phi phải chán được, phải là bất chấp thiện hành. Chứ còn mình còn kỳ hình rồi đấy nhưng là còn chứa vô cái vô hoài đấy nhưng thì trong khi đó khó để mà làm được hết. Tôi nói với chị nghe bất cứ là ai nhưng mà làm từ thiện xã hội nhiêu chuyện nào người ta chê gì là tất cả cái đó làm như cái chê gì cho nên cái ý chê đó nhưng mà mình trong khi đó mà mình không nó là qua cái câu chuyện này không thực hiện được nghe là bất chấp kỳ hình nhưng là mình cũng chứa người ta chê mình rồi bắt đầu là mình bỏ thủ chế mình rồi là mình chịu không có não thì rồi sau là mình không có tiến bộ không có con đường tu nữa à, cho nên chỗ này Đức Thầy mới bảo cho chúng ta là bất chấp tự hình tất nhiên bây giờ việc làm của mình cứ việc làm đúng theo cái lời Đức Thầy chỉ dạy bây giờ ai chê cũng mặc ai khen cũng mặc không có quan tâm tới thì cái chỗ này mình mới làm đúng như cái câu giảng Đức Thầy nó là mặc mình ai vậy là thời tiết sửa tâm làm như nước qua thơm đến chừng qua chỗ nghỉ đơn là mình thấy nó không có quan hệ nó thôi là mình sửa
hai niệm Phật Di Đà làm sao ta biết ai mà thành thánh để cho nó rồi chỗ khác Đức Thầy mới bảo cho chúng ta đó là phải tu cách này đó, nhưng là bây giờ nó là ngoại quan hệ bất chấp hiện rằng là phải thận tu hành là tai ghét mặt người, tai ghét mà mặt tiền kiểu tai đắng của người sanh ra, nhưng hiểu cái nó có đi sâu vậy chúng ta là ngoại quan hệ bất chấp hiện rằng. Còn nếu như mà chúng ta còn chấp kiểu này còn chấp chỗ kia đó nghe thì nói chung lại là đi chỗ nào cũng có cảnh, mà đã bị đụng cảnh rồi đó nghe thì chúng ta bị có cảnh, mà đã bị thối tâm rồi đó nghe là nó chứa cũng đồng thời đi đám làm tình, mà cái người đi đám làm tình còn bước sau khi về là cái tâm rất an. Còn có nhiều người đi đám làm tình quay rồi bắt đầu bản lời bằng tu bằng tư bằng đã là bắt đầu không cái người này thì bây giờ cho nên trong này nó là nó muốn đi thảo về là cái là ngoại quan là những bất chấp của mình cái này không nên chấp này, mà nếu mà chúng ta còn chấp cái mọi người không đâu là mình biết cái gì là cái người không mình là nó phải cái gì mình đang cái gì. Như vậy bây giờ qua bốn qua ba câu này nó nên thường khi đồng đạo phải đi xong thiếu rồi về bỏ hai đứa cái nhà và sâu để mà tâm nói cái là tâm vô thì nó về cái nào mà những cái là cái làm được là cái cố gắng bạn để mình làm thì chúng tôi bạn như là bây giờ cái người tu cũng ngộ cái chuyện là bây giờ bên trong cái chuyện là chúng ta không có chuyện bên ngoài chúng ta không có chắc được một cái gì mà thả nhiên như mình tu cũng ngộ như là lúc nào cũng như là cũng phải giữ cái tâm mà Đức Thầy cho chúng ta biết đó. Nếu ta tìm con đường bậc chánh đạo của Phật Hoằng Nghiêm giữ tâm thanh tịnh này làm việc chân tình không làm thành giận chẳng giả ghét ganh chuyên tâm niệm Phật chứ thái độ đời đừng chứa điều thiện não để tham lam bên trên cây mối thiện duyên tình mình biết về mở mang ở lòng sáng suốt thì đúng là cái con đường bất chánh đạo của Phật đó, tất nhiên là con đường đó là cái đường bước đi thiện mà ngoại quan hình bất chấp thiện hình tất nhiên là làm việc nhân từ không làm thành giận chẳng giả ghét ganh thì cái chỗ này là không phải con đường bất chấp thiện hình. Và đến đây chúng tôi cũng xin hết cái hiện tại này. Bài Thiên Niết Ca nữa là Đức Thầy viết vào đó tháng 7 năm 1939, Đức Thầy viết ở tại tổ đình và có tất cả là 300 người đọc tông và đọc đạo viết hai câu của thầy bài. Thì trong hai câu đó là sợ e những chuyện đỏ xa, sợ cho lắm kẻ gian hòa lũy tu, mà Đức Thầy sợ cái gì thưa chư quý vị? Thì ở nơi đây như là qua hai câu này đó là Đức Thầy lo cho tất cho nên Đức Thầy sợ. Sợ như vậy đó thì sợ cho tất cả các chúng sanh không có gắn gỗ công phu để mà thành tựu được cái quả gì, sợ rồi bỏ cuộc chứ không chỉ chân rồi. Cho nên
Đức Thầy thấy cho tất cả các chúng sanh á, cái mê á, mà mới vừa hết mê rồi Đức Thầy đúng lý ra vui mừng, mà Đức Thầy than, than cho tất cả các chúng sanh sợ đây coi như là không còn mà giữ được cái đó. Nên Đức Thầy mới nói là hỡi âu thế chúng bớt mê, mà đã bớt mê rồi theo như mình nên mình mừng, nhưng mà Thầy coi như là than. Cái than đó là Đức Thầy sợ hỡi âu thế chúng bớt mê, mình đã bớt mê rồi mà Đức Thầy coi như là than. Thì cái than đó cũng như là cái sợ của Đức Thầy, sợ cho tất cả các chúng sanh nhiễm lại, mà đã nhiễm lại tất nhiên là hay. Cho nên bây giờ Đức Thầy mới nói qua câu này là sợ em nhiễm trượt ở xa. Thì bây giờ nhiễm trượt đó là cái gì mà trượt, thôi giờ nó cho nó mau đi. Bây giờ cái trượt nó đối với cái thanh, mà cái trượt đó tất nhiên là không có cái gì hơn bằng ba cái điều kiện là danh lợi danh thân. Ba cái này là trượt hết hẳn. Cho nên Đức Thầy nói là nếu mãi mê man một trục lụy đó, tất nhiên là cái mùi đó là một danh một lợi. Nếu mãi mê man mùi tục lụy thì linh hồn chìm đắm chốn luân hồi, thì đó là cái chỗ. Như vậy tất nhiên là khi mà đắm vào trong đó rồi là không có cái chỗ nào được trong sạch. Thôi giờ nói cái chỗ ở thế gian này, cái trước mắt của mình, Đức Thầy cho mình biết cái đó là cái gì. Thì bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết là tứ độ từ nó tất nhiên là tứ sắc tài thiên, tất nhiên là tất cả những bất cứ là ai mà nhiễm vào trong bốn điều kiện đó là tử sắc tàn khí, là đó là chuyện có thật. Nên Đức Thầy mới cho chúng ta biết đó là tứ đổ tường cho có nhiễm vào. Người tránh xa mới gọi chí cao, xa bốn dắt mang điều nhân nhút, có phải là chuyện không? Xa bốn dắt là mang điều nhân nhút, nhưng mà xa vào trong bốn dắt đó là nhân nhút, cũng như là nó là chuyện đâu có cái gì mà trong sạch. Như vậy thì bây giờ nếu như ai mà vướng vào trong đó thì con đường chúng ta phải bị khổ. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới nói là sợ em nhiễm trượt rõ xa. Nếu mà chúng ta nhiễm vào trong ba điều kiện, một là danh, hai là lợi, ba là tình, thì phải bị rõ xa. Bị rõ xa cho nên Đức Thầy mới nói khuyên cho chúng ta đó là dẹp lợi danh, dẹp hết mộng sầu, đặng trở lại với cha của chú, nhưng phải trở lại với Thầy. Còn hai mà nhiễm vào trong đó rồi thì Đức Thầy cho chúng ta biết cái những người mà bị nhiễm danh, bị nhiễm lợi rồi đó, thì như vào trong cái con đường đó thì bây giờ nó càng ngày nó càng khổ, mà theo danh lợi ấm ho đang sẵn của hết thò đưa ở nhà. Cho nên theo cái con đường đó như là rất là khổ lị. Rồi chỗ các Đức Thầy lại bảo cho chúng ta đó là ai mà có quy y, có giác ngộ, có tu hành thì bây giờ từ đây trở về sau như là hãy rời khỏi cái việc đó. Đó là từ nay ai có tới lui cúi đầu bái Phật lòng như tu hành, xin đừng đeo đắm lợi danh bỏ trâu đạo đức. Nếu mà đeo đắm lợi danh thì bỏ trâu đạo đức hư danh dễ chèn. Như vậy là sợ em nhiễm chỗ tất nhiên là nhiễm cái điều đó thì đỏ xa, tất nhiên là bỏ trâu đạo đức là. Rồi Đức Thầy mới cho chúng ta biết cái đoạn khác đó là từ rài trần hạ lợi danh châu. Từ rài trở về sao ai mà nhiễm danh lợi rồi đó, nhiễm danh lợi là từ rài trần hạ đó là lợi danh châu, bị danh lợi mà nó trâu đi cũng như là cái con đường lợi của mình. Vì vậy cho nên đó là nhiễm trượt là đỏ xa nó rớt xuống cái con đường như là khổ. Danh có được, sắc tài liền bắt tài được, rồi danh sắc nó theo sắc có thì danh lợi nó đeo danh tài sắc ba điều biết. Mình hãy dướng một cái cả ba cái nếu ngã bên nào cũng chịu, một nào dưỡng ra ngoài có mấy ai đâu rơi vào đó biết bao nhiêu mẹ nè. Có vợ chín muốn thiên hầu lẽ được tình danh muốn vẽ thiên chia, thấy lòng người không phúc nào cái gì làm đến tình chia. Thì có nghĩa là dướng vào đó cái gì đó là nhiễm trượt. Mà bất cứ là ai mà thể nhiễm được đó rồi tất nhiên là phải bị tỏ sai. Mãi sai xưa theo cuộc vui chơi là con đường đó. Nên kiếp kiếp là đời đời lên xuống có phải là đỏ xe không? Đó là em chỗ. Rồi bây giờ qua câu thứ hai đó là sợ cho lắm kẻ trang hoàng như tôi, là sợ cho cái như là tất cả các chúng sanh sau này mà không giữ được cái con đường nào đó, đến chừng sau gặp thầy là phải trang hoàng thiện tu, gặp thầy rồi khóc nước mắt trơn mà không có ai cứu mình được. Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết đó là thầy là tết không ai chỉ bảo, nhưng việc con nhiều nhắc nhờ gà phải nghĩ suy cạn lẽ mới là nay gặp gốc, hãy mau tập gốc để gặp lại.
để gặp Phật mà than khóc, rồi gỡ làm sao hết trốn mà về gặp Phật mà than khóc đó là sợ cho lắm kẻ gian quả lưỡng tú. Cho nên những kẻ đó sau này gặp thầy còn khóc và gian quả lưỡng tú, tất nhiên là khóc chừng nào đi chăng nữa thì thầy cũng không cứu độ mình được đâu. Để gặp Phật mà than khóc rồi gỡ làm sao hết trốn mà về, rồi mắt nhìn xem yêu quái muốn bề bởi ác đức, anh không ai cứu, cho nên đâu có ai cứu mình được. Mà không ai cứu mình được, tất nhiên đó là trang hoàng bị tôn Phật thì là rất từ bi, nhưng không thể cứu vô mình Phật sinh được. Tại sao mày à? Cho nên không ai cứu mình được. Cho nên qua cái chỗ này là sợ cho lắm kẻ đó, tất nhiên là nhiều kẻ mà không giữ được con đường đạo của Đức Thầy, thì sao đến cái ngày cuối cùng rồi gặp Thầy rồi đó, trang hoàng bị tôn. Trang hoàng bị tôn, tất nhiên là gặp Thầy tốt. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta việc đạo đức bất cần thôi thắng chỉ tu hiện ngay hẳn lành hậu, đương nhiên là chúng ta phải tu cho nên bằng ý. Rồi chỗ khác Đức Thầy lại nhắc cho chúng ta biết đó là ít ai giữ đẳng chí bền, tu theo nước lớn rồng bèn thái châu. Rồng bèn thái châu là bỏ theo cuộc đó, rồi sau này gặp Thầy người tới chừng đó là không khóc thì được không? À, như vậy là sợ cho lắm kẻ trang hoàng bị tôn. Rồi bây giờ đến câu thứ ba, đó là sợ nhiều kẻ giả buồn đổ chí. Sợ nhiều kẻ giả buồn đổ chí, quên những câu chánh kỷ quán nhân, là sợ nhiều kẻ giả buồn đổ chí. Tất nhiên là mình tu theo giáo lý Phật nha, rồi sau đó có nghĩa là mình buồn, là mình buồn trong đó nó có nhiều cái tình trạng buồn, có nghĩa là có nhiều khi chúng ta tu trong một thời gian cái nó đau bệnh buồn, nó bỏ cuộc. Tu trong thời gian nó bị tai nạn nó buồn, chán nản thì bị tu. Tu trong thời gian thì bị nghèo khổ, thiếu nợ, thiếu nợ, thiếu hủ, thiếu hàng, không tiền bạc. Cái đi Bình Dương bán nước tương. Tôi biết là bán cái giấy số cho nó có tiền có bạc. Đó là đổ chí, đổ chí. Tất nhiên là sợ nhiều kẻ giả buồn đổ chí. Đổi chí hướng của mình, chí hướng của mình là lập trường, coi như là để mình tu hành cho đến ngày chung cuộc. Có thiện căn sớm hãy cửa thiện câu niệm Phật, chờ ngày chung cuộc là tu cho từng ngày của mình. Mà bây giờ cái là trong thời gian tu rồi bắt đầu nó giả buồn. Buồn tất nhiên là trong cái đó hoàn cảnh của thay đổi, tất nhiên là bé bạc, làm cho mình không có thành công qua được. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới bảo cho người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta cần phải lưu ý. Bây giờ chỗ này là đổi chí, Đức Thầy mới bảo cho cái người tín đồ Phật giáo hòa hảo, chúng ta cần phải lưu ý. Đó là quyên bổn đạo, lập thân lưu ý. Phải lưu ý của mình mới được. Quy bổ đạo lập thân lưu trí, đặng chờ ngày yết kiến Phật trời, là bảo mình phải lưu trí hướng của mình. Đặng chờ ngày yết kiến Phật trời, dù khổ có, dù gian nan, dù bệnh hoạn, dù tai giả các mấy cái thân lực, cũng phải cố gắng nuôi trí hướng của mình. Rồi chỗ khác Đức Thầy nó là quy bổ, ai muốn gần bệ ngọc cát lanh thì phải gắn lập thân lưu trí, phải nuôi trí mình mới được, phải không? Mà nếu như chúng ta bỏ cái chí hướng của mình rồi đó, thì trong khi đó cái sự tu mình không thành công được qua được. Cho nên cái câu này Đức Thầy nói là sợ gì kẻ giả buồn đổ chí, là mình đổi đi cái chí hướng của mình. Nhất là con người chúng ta bị đổ chí những cái tiền bạc rất là nhiều, bị tiền bạc mà đổ chí nhiều. Cho nên khi mà bình thường trong khi đó không có đổ chí, mà sau khi đó có tiền có bạc rồi, coi như là trong khi đó dễ coi như là đổ chí bệnh. Cho nên ấy, là nghèo thì bị bạc làm tâm, giàu thì bị của giam cầm thân, do mấy khi lòng mất bạc tình thân kia cũng nát như cơm rồi đổ chí hết rồi. Tự mình bớt chết tình thương mà không sáng mắt với dương bạc tiền, mà tiền bạc là không yên một chỗ, nay tay này mà tay kia. Người thường vì nó rẻ chưa gây ra đổ máu đầm đìa khắp nơi, mà chủ được nó là đời hạnh phúc, nó chủ mình là mất tự do. Đó, như vậy bây giờ cái câu này Đức Thầy nói sợ nhiều kẻ giả buồn đổ chí là trong đồng đạo, trong tình bạn của mình. Mà thường hai bị đổ chí lại có trong cái chỗ đó. Đảo chí trong thời gian đó là bạn bỏ thì mới bán cầm rồi dùng cốc địa rất là mến với nhau, dùng cốc địa rất đẩy luôn. Rồi sau trong thời gian đó rồi mình có như là trong cái tình bạn của mình nó bị gì tiền gì bạc mà làm cho như là tình nát như tư, nó không còn giữ ý thức của mình như không được nữa. Như vậy thì bây giờ trên đường tu chúng ta cũng như là phải giữ cái ý hướng của mình, dầu trước dầu sau là một lòng chung thủy không thay đổi, thì cái chỗ đó coi như là mấy coi như là khó giả của thầy. Vì vậy cho nên Đức Thầy nói qua ba cái câu này, đó là sợ eo những chùa ở xa, sợ cho lớp kẻ trang hoàng tu, sợ nhiều kẻ giả buồn nổi chí, quên những câu chánh kỷ quán nhân. Nếu mà chúng ta mà thực hiện được những điều kiện như trên đó thì Đức Thầy rất là vui vẻ, còn bằng không nữa thì sợ mình lắm.
lo cho người tín đồ bất giáo tu, như là không biết để là thành công kết quả được không, mà bỏ cuộc giữa đường làm sao mà không, như là thầy trở về làm sao như là thầy cứu độ mình được sao? Thưa quý vị, thì qua ba câu giảng của thầy đi lên chúng tôi trình bày, chúng ta cũng xin tạm dừng nha, xin trả lại cho nhiều người chưa mà đồng minh bạn kể cho tôi hỏi sao bài cho ông còn tào hảo này đức thầy viết là tại Bạc Liêu năm 1942, giờ có tất cả là 37 câu mà đồng đạo viết ra hai câu liền bài. Thưa chú quý vị, thì đồng đạo mới hỏi chừng nào biển cạn non mòn, cứ ân đã trả chẳng còn ở căn, mà chừng nào biển nó cạn mà non mòn, chừng nào mà biển chưa đủ nó trả hết ở căn. Thưa chú quý vị, bây giờ cái bài cho bò tàu hảo đó quý vị cũng được biết đó, là ông tên Phật là Thầy Quang Hảo, ông xui gia với ông ký lỗi ở Bạc Liêu á, nhưng mà lúc đó coi như là ông làm cò mà ông quản lý cái bến tàu bến cảng của Sài Gòn á, mà ông tên là Trần Quang Hảo, ông quản lý bến tàu mà ông làm chiếc cò cho Pháp, cho nên nó ghép từ ông lại là cò tàu hảo, cò tất nhiên ông làm cò, mà tàu tất nhiên ông quản lý bánh tàu, hảo tất nhiên ông tên hảo, cho nên nó ghép lại là cò tàu hảo, cho nên thật là thành bánh hảo. Khi mà ông đến với đức thầy để mà ông tìm hiểu Phật pháp đó, thì những tưởng rằng ông có duyên với Phật pháp là ông yêu đức thầy, nhưng mà ông chỉ hỏi Phật pháp thôi, mà ông không quy đức thầy. Giờ ông xin với đức thầy là ông xin xuất gia, mà nghe kể lại từ cái lúc mà ông là lễ hỏi Phật pháp với đức thầy, thì đức thầy cho cái bài mà ông còn đọc hảo xong rồi, thì đó tại sao là ông xin xuất gia đi mất tiêu, không thấy như là ông trở lại, mà không biết là ông tu có đắc đạo hay không, hay là như thế nào đó mà không thấy tâm của ông nữa. Thì chứ quý vị, thì đức thầy á là thấy ông có căn duyên Phật pháp, cho nên đức thầy mới cầm bút viết 37 câu để cho như là ông lưu vào trong đó để ông tu hành. Từ cái câu đầu đó là cung kính Phật, cung kính pháp, cung kính tăng, tam quy ngũ giới, lòng hành nhìn theo, về chúc ông là chúc còn tào hảo thòn ngã vững lèo qua bờ giác ngạn sớm treo thương màu. Nếu mà ông tu xuất gia tu hành á, thì bây giờ chúc ông qua bên bờ giác ngạn sớm treo cái gương để cho bao nhiêu người ta tu theo, mình tiến tới cho người cùng tiến tới, mình thành công cho kẻ khác nó gương, mình dẫn chân hành đạo mãi lương thương mình gian dở trong vào nắng chiếu. Cho nên chúc ông qua bên bờ giác để mà làm gương mẫu cho bao nhiêu người khác để tu cho ông. Nhưng đức thầy bảo cho ông cò tào hảo, nếu như ông muốn tu theo phương pháp giải thoát, phải vì được căn đường dẫn được trần, phải phá ngũ quẩn và phải tu coi như là làm sao để mà đạt đến cái chỗ là tu cầu á, cho đạt ngũ phương như lương khí của em như thế thôi. Đó là những phương pháp đức thầy dạy và tới cho đến cái câu đó là về cực lạc thánh hơi ăn thì thấy là ngày ban thượng phương tu, và chúc cho đó dẹp mây mù vững vàng bất thối công phu chung tròn. Mấy cái câu đến câu này là đến ngày biển cạn không hợp, đến anh đã trả chẳng còn tập căn. Ông tu làm sao mà được giảng sanh về cực lạc thánh hơi ăn thì đó là ngày ban thượng công tu. Mà nếu mà ông tu không được á,
mà ông xin xuất gia, mà ông tu như vậy đó, mà không theo cái hạnh học Phật tu nhân, thì bây giờ nếu xuất gia tu đó là phải giải thoát. Ông tu phải làm sao cho cái biển nó cạn, ông tu làm sao cho cái non nó mòn. Mà biển không cạn mà non không mòn, tứ ân ông không trả được, thì bây giờ thì trời có chuyện đó. Cho nên bây giờ nếu ông xuất gia ông tu, thì bây giờ cái biển cũng phải cạn, cái non nó mòn. Mà đến ngày biển cạn non mòn là muốn nói ông tu ráo riết tu trở về tâm và thực hành với cái lý tưởng giải thoát đó, là chừng nào cái biển cạn đó, là cái biển đây mà nói là cái biển ái hà. Mà cái biển ái hà là cái lòng yêu thương của ông, mà ông tu làm sao cho cái biển ái hà nó cạn. Ái hà sống lượng muôn trùng, nhận chìm bao kẻ anh hùng tài ba chúng sanh muốn thoát ta bà sống bao các biển như đại. Mà bây giờ cái biển ái hà ông không có cạn được đó, thì bây giờ coi như là ông tu không bao giờ giải thoát được, mà tứ ân không cạn được thì cũng nguy hiểm. Rồi bây giờ Đức Thầy nói là cái non mòn đó, tất nhiên là con người chúng ta bị sanh tử linh hồn nó có hai điểm, một là cái biển ái hà, hai là cái non nhân hà. Mà coi như là trong kinh Pháp Vũ Đàn của Đức Phật Tổ Huệ Năng cho biết là lòng ái dục là sống già, đó là biển. Còn lòng nhân ngã là núi tu di, tất nhiên là cái núi tu di, tất nhiên là trong cơ thể của mình là cái non nhân ngã. Như vậy mà nếu như cái người tu mà không phá đi coi như là cái tâm nhân ngã đó, là cái núi tu di không phá được đó, là cái non chưa mòn. Mà nếu người tu mà không có diệt được cái lòng dục vọng của mình đó nha, thì bây giờ cái biển ái hà cũng còn nguyên, thấy không? Như vậy thì bây giờ bảo ông là cò tào hảo, nếu mà ông tu chừng nào mà cái biển cạn, cái non nó mờ, lòng nhân ngã không còn nữa, và cái biển ái hà coi như là ông đã bị cá cạn sông mê đó, là gì khó lắp bằng bể cổ dễ gì đâu. Tuy nhiên khó dễ không do cảnh, do ở tâm được giác cạn sâu, cho nên cá cạn sông mê đó tất nhiên là biển ái hà là gì khó. Cho nên bây giờ Đức Thầy mới chỉ ngay cho ông Bồ Tát Hảo, ông kháng tu đi, kháng tu làm sao cho cái lòng ái dục ái khát của ông cũng như là không còn nữa. Thì tố chúng sanh á, là tiên nhiễm tham dục cập trừ ái khát, tất cả các chúng sanh những linh hồn trong sanh tử đó là phải tiên đoạn tham dục cập trừ ái khát, là phải dứt đi cái lòng tham nhiễm của mình. Thì bây giờ cái đó mới gọi là lòng biển cạn. Rồi bây giờ lòng nhân ngã không còn nữa mới gọi là cái non mòn. Mà nếu được biển cạn non mòn thì tứ ân đã trả, không còn thở căng. Bây giờ ông không có tứ ân, mà biển được cạn non được mòn thì tứ ân được cạn. Còn ngược lại mà biển không cạn mà non không mòn thì tứ ân vẫn còn nguyên, thì tổ ân vẫn còn. Tại vì tứ ân ân tổ tiên cho mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân nhân loại, là người tại gia cư sĩ là phải lấy tứ ân làm trọng, để mà hàng ngày nó phụng sự cho cha mẹ. Mà hàng ngày mình không phụng sự cho cha mẹ mình, không có hiếu thảo được, mà mình xuất gia bỏ đi tu, mà đi tu biển không cạn non không mòn, đó là ân hiếu cha mẹ còn nguyên, là cái tổ còn. Nên bây giờ Đức Thầy mới nói là nếu được mà tu như vậy đó, thì bây giờ tứ ân đã trả. Nếu mà ông giải thoát phải tứ ân đã trả, cũng như hồi xưa Thái tử là sao, phải không? Bỏ cung vàng điện ngọc quách thành Thái tử vợ đẹp con hoa dấn thân vào trong rừng những nhóm thật. Mà tu đến chuyện mà đắc đạo rồi, bây giờ là cái ân của tổ tiên dẫn dạy được. Nên Đức Thầy còn nhắc lại là chẳng qua là đạo lưu thường, chứ còn có địa quê là nhà ta non phía sau cứu lượng ngâm thẩm đem tâm thẩm tạm đạo siêu sanh, đến ngày nay còn ngạn cái danh pháp bốn biển danh lành đừng qua. Như vậy thì bây giờ ngài đã được giải thoát rồi, tức ân trả hết, không còn hết. Còn ngược lại, nếu như ông Cò Tào Hảo mà ông tu tứ ân ông không có trả được, ông lo xuất gia mà biển không cạn non không mòn thì cái tội ông còn nhiều. Còn nếu mà giải thoát được thì tức ân trả. Nó vậy đó, chứ ý nó chỉ trong đôi chứ. Như vậy thì bây giờ chẳng những Đức Thầy nói cho ông Cò Tào Hảo mà đây là nói cho mình. Nếu như ai có cái mộng mộng mà xuất gia anh em, mà không lo ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân đồng bào và nhân loại, mà lo coi như là cái bề coi như là xuất gia tu một mình anh em, tức ân còn nguyên vẹn anh em, là sao lại cũng giống như ông Cò Tào Hảo. Tại vì không có trả được chân mà tu chắc ăn không, mà coi như là biết được cạn non được mòn chứ. Mà nếu mà không biển không cạn mà non không mòn mà tức ân còn nguyên, cái nhân tất nhiên là chi dài mình có chừng mất hết. Rồi đến đây con xin hết tự nhiên tâm nguyện. Bây giờ tham để cho cô đại diện con nữ cái đi. Nãy giờ con nữ không có gì đó. Rồi xin con đó nha. Bây giờ tôi xin hỏi anh ở đây là đồng đạo nha Trung. Nha anh.
ngoài là cũng như là ngồi trên đỉnh núi Như Lai tu hành tầm đạo một mai cuối đời và lan thêm một quẩy ra trên mà cái hiu hiu đó tuổi đó mà sao mà lạnh lùng mà hấp hơ đỉnh núi mà lạnh lùng tầm mai còn bị tên đó là hai câu đó cho đồng đạo nghe chung á. Như là hai câu lạnh lùng đó mà sao mà hấp hơ đỉnh núi lạnh lùng rồi đó là tầm mai ừ. Mà tầm mai cũng là cái gì à thì mới bắt đầu quan định như thế nào đó liên đời trong cái đúng liên đời chúng ta thành tầm đạo thành cứu đời lan thiên một cõi sanh thơ dục vô cùng mà nhiên nhiên đó làm sao mà nhớ khổ nào mà lạnh lùng anh thơ rất là cái câu nhớ khổ mà sao lạnh lùng anh thơ lạnh lùng nhé. Hai câu này trong quyển ba hiểu gì mình cũng được biết nghe có cái chữ thứ nhắc tới là ngồi trên đỉnh núi Liên Đài viết là quyển ba để phật thì trong quyển ba đức thầy viết đó, cũng ở tại chỗ đình vào mấy tháng chín giờ có tất cả là 600 hai câu mà đồng đạo đưa lên hai câu đó là hiu hiu chớ hổ lạnh lùng phất phơ lửa yếu thì lạnh lùng chồng mai thì hai câu giảng này là trong quyển ba thì ở đây là muốn nhắc lại cái lịch sử của ông Cử Đa. Thì muốn nói qua vấn đề ông Cử Đa đó thì ông tên là Nguyễn Phúc Đa. Sau khi mà ông thi đỗ được võ cử thì cánh chim bằng không ngớt tung bay đây đó với vua đồ hộ quốc thì những tưởng rằng ông còn một cái cơ hội để giúp nước chủ dân để lo cho đất nước quê hương nhưng mà ông gặp hoàn cảnh chống đánh xuôi càng khỏi được cho nên từ trung phần Việt Nam đó là từ ở ngoài Quy Nhơn á, ông có đi thẳng vào trong coi như là miền Tây không ạ, rồi ông đi gạo khắp coi như là trên cái đường Bảy Núi, gạo khắp bước chân giang hồ và tìm coi như là để liên kết các chiến sĩ để mọi chúng ta. Nhưng mà giữa trong cái thời điểm của ông đó, thì bây giờ gặp cái hoàn cảnh ông Trương Công Định á thì bị coi như là thất bại ở Gò Công. Rồi bây giờ thủ khoa quân đó thì ông cũng là khởi nghĩa ở Đồng Tháp cũng bị thất bại. Ông Nguyễn Trung Trực đó là bị thất bại ở Kiên Giang Thạch Giá. Cho nên bây giờ ông gặp hoàn cảnh như vậy rồi bây giờ không còn cái điều kiện để giúp đỡ người dân được nữa. Cho nên ông mới là đi thẳng ra ngoài Trung Quốc. Mà khi đây ra ngoài Trung Quốc ông ẩn mình trong thời gian rồi đó là ông thấy không có cái cơ duyên để mà lo cho những người quê hương. Ông mới lên thẳng như là nông nước tại đây. Cho nên đó là kể từ Phú Quốc ta về, Long Hòn ta ở đó, vừa kề mấy năm. Dạo chơi mấy điệu chi âm, nay vì thương chúng trần gian phản hồi, nghĩ mình trong sạch đã rồi, đào tiên tạm thực về ngầu ở xa. Dương trần quý hiệu tên đa, cõi tiên dấu thiệt hiệu là một thân. Cho nên đó là lúc đó ông bước ra đi đó là ông mặc nguyên như một cái bộ đồ mà bộ đồ đen. Nhưng mà sau khi ông trở về Nam Thiên ông tu rồi đó thì hắc y đổi lại Tràng Sa, cái tên đặt lại hiểu là Ngọc Thanh là cái hiểu ông cũng như là từ trên lúc đó. Rồi bây giờ trong cái quyển ba đó thì bây giờ đức thầy cũng nhắc lại là cái đoạn đầu đó là Ngọc Thanh là hiểu ai mà cũng tranh, rồi cuối cái quyển ba rồi đó nhưng đức thầy cũng nhắc lại là Ngọc Thanh nuôi gót và thi bôn năm thì nên cho nên ở đây cái như là cái quyển ba đó là ông Cử Đa ông Ngọc Thanh mà bây giờ nó là chỉ hỏi qua cái chỗ như là heo heo gió thổi lạnh lùng thì ngay trong cái chỗ coi như là ở chỗ mà ông Cử Đa ông tu nói đó mà nguyên văn giảng của ông Cử Đa nãy tôi đọc cái đọc giảng Cử Đa coi như là sau này đức thầy mới viết lại trong đó nó có những câu còn nguyên mà có câu hai đổi lại tại vì nguyên cái câu văn mà của ông Cử giảng Lan Thiên đó thì hiu hiu gió thổi lùng lùng chứ không phải là hiu hiu gió thổi lạnh lùng giảng tờ lên á hiu hiu gió thổi lùng lùng phất phơ lửa yếu lạnh lùng tùng mai. Mùa xuân tới cảnh lầu đài chứ không phải hướng cảnh. Mùa xuân tới cảnh lầu đài lúc còn xác thịt thi tài hùng anh. Tháng giêng 19 chứ trong cái nhãn Lan Thiên là tháng giêng 19 mới thi tài hùng anh. Đó ngày ra chơi trốn đường xanh tối về kinh kệ mà cứ canh mặt người thì đó là cái giảng Lan Thiên. Vậy thì bây giờ cái giảng Lan Thiên chính văn của nó đó thì là hiu hiu gió thổi đùng đùng mà ở nơi đây đó là
mình có đi núi cả lên lên chỗ nó hen, thì mình thấy hồi trước đó là cái giai đoạn mà ông cứ đau câu cái hen là lúc đó là hơi yêu cái thổ đụng đụng gió dữ lắm đó, chứ không phải là thổ. Nhưng mà sau này cái thầy mới đổi lại cái từ đó là hiu hiu chứ khẩu lạnh đục. Như vậy thì ai có cảm nhận được đi núi tà lên đó nghe là mới cảm nhận được cái chất lạnh của núi tà lên. Là lần đó tôi ngủ ở tại của tứ giao viện đó nghe là suốt đi đó không nhắm mắt được luôn. Mặc coi như là đem gọi là đem ba bộ đồ cái nhé, tôi mặc sạch chân luôn ba bộ đồ. Rồi coi như là chồng thêm coi như là nguyên một cái áo mưa đó nghe, chùm luôn đó nghe, mà nó lạnh buốt từ ở trong lạnh nha. Mà gió đâu có nhiều đâu, nó hiu hiu à, nó hiu gió thổi coi như là nó ống coi cho nó lạnh luôn, nó lạnh như là lạnh luôn, không thể tưởng tượng nó là lạnh luôn, cho nên nó lạnh không thể tưởng tượng được, cho nên gọi là hiu hiu gió thổi lạnh lùng, nó kêu là cái tiết lạnh của nước tà lên không thể tưởng tượng được. Mà cái người tu nào đấy nghe mà không có một cái kiên gan, không có một cái lòng mà thiền định đó nghe, hay là cái tâm mà trở về nội tâm nổi nghe là ở không bao giờ nổi. Cho nên đó là ông cử đa khi mà ông tu luyện lên trên đó đó, mà ông tu luyện đến cái con mà đắc đạo thêm là ông trở về tâm của ông như sâu xa đó. Cho nên đó là đoạn, nhắc lại cái đoạn này quý vị mình thấy đó, đi ngày xưa cũng như ai là ông cử đa vào cát ra đài tục vực vào sang, ông là một cái vực rất là giàu. Nghĩ suy nhân lợi chẳng màng là ông thiên hộ vực tộc tử, nghĩ suy nhân lợi chẳng màng bèn lên ẩn nhập lâm sang tu trì lợi lên khi bước vào lên ẩn tu. Nhờ trời may mắn một khi thẩm thơ là gặp đức thầy Bùi Sơn, là ông gặp được đức Phật thầy Tây An. Cái cú đầu tiên tỏ nguồn cơn động lòng bác ái tra ơn và tìm thấy điên tâm tánh quá thiền và quá thành. Mà nếu mình thiếu cái lòng thành thì ngay cái khi mà ở trên núi tận lên không có đầu, cho nên gọi là thiên hiu chứ không lạnh lùng. Rồi phất phơ liễu yếu thì lạnh lùng tầm mai, đó là quý vị cũng biết trên núi tận lên là có cây tầm còn cây mai còn liễu yếu những thứ thế thọ. Ai có đi núi tận lên mà thấy liễu yếu và thấy cây tầm cây mai cái cắt cây tầm thì nó đủ ở trên cái đó, cho nên là phất phơ liễu yếu lạnh lùng tầm mai. Cho nên cái cảnh đó là đức thầy diễn tả ra cái cảnh nó vừa đẹp mà nó vừa cái như là nó hồn thiên, mà nó vừa cái như là cái cảnh thiên nhiên hùng vĩ, mà nó vừa cái cảnh nó thấy hấp thu cho cái người mà tu đó trở về nội tâm cho mình diễn đạo. Cho nên là trên núi Tà Lên có rất nhiều người tu chứ không phải là ông cứ đã không đâu, là cái cảnh nó hấp thu cho cái người tu mà cũng là rất là đặc biệt. À, như vậy thì ở đây qua cái câu này hiu hiu cho thở lạnh lùng phất phơ để yếu lạnh lùng tầm bay người mùa xuân hướng cảnh lầu đài lúc còn xác thịt khi tài được thanh á, thì đức thầy cũng nhắc lại là lúc còn xác thịt tất nhiên là ông cử đa đó là thiên tài cùng thanh, tất nhiên là thiên tài là trong khi đó là không có ai mà thi bằng, trong đó là cái trong cái hậu thì của bà diêu thị kim mẫu đó nghe, là thiên tài thanh, là nếu ai mà vào trong cái cuộc hậu đó mà các bậc mà tu luyện chứng được tất cả các bậc tiên hết, mà cái người nào mà thực hiện được cái tài này đó nghe, thì bây giờ không phải tiên được. Cho nên là bà diêu trì kim mẫu trong cuộc hội bàn đào có tất cả các vị tiên hết, trong đó có ông thanh, cho nên là bà chỉ cần cái lấy cái gương đó bắt đầu cắm xuống đá mà nói với tiên, mà cái đá đâu có nhận gì, cho nên khi là cắm xuống đá rồi bây giờ là nói lên tất cả các vị tiên trong cái hội bàn đào đó, bất cứ là ai mà nhổ được cái gương này lên đó nghe, thì cái người đó được không làm tiên nữa, là thiên tài hùng ác. Cho nên cuối cùng là tất cả các vị tiên không có người nào mà có dùng thần thông thần thuật nào mà coi như là nổi nổi, cuối cùng là ông cử đa. Ông cử đa coi như là ổng nghiễm đá quá vùng, tất nhiên là ổng chỉ vào trong cái cục đá đó là cục đá đó là nó mềm lại giống như một cục, rồi ổng vút nhẹ lên thì nó cuối cùng như được ông cử đa như ổng được không làm tiên được. Cho nên hôm nay đức thầy còn nhắc lại trong cái bài lỗ chúc cơ nguyện đó là ý vị tiêu tưởng mà đời làm lạc lắm trời ơi. Ông cử đa nó là tiên, nhưng mà ông tiên tưởng đại đa tiên, tiên là tiên đó không còn nằm trong sinh tử luân hồi, chứ không phải như người ta nghĩ như là ông cử đa ông là tiên mà ông còn sinh tử, không phải. Ông đại đa tiên tiên và trong đó được không được làm tiên tưởng trong cái cuộc thiên tài này, ông rất là giỏi. Vì vậy cho nên sau khi đó ông mới trở về, ông mới hợp tác cùng nhất là mà đức Phật thầy Tây An á, là đến trung tuần tháng 8 ta cùng đức thầy ông cử đa, còn đức thầy là đức Phật thầy Tây An ta hiểu cùng liên nó cũng muốn tiết lộ đấy như thế. Như vậy là ông cử đa sau khi đó ông trở lại ở đình mạnh với cáo cày ngày nay, bây giờ xuống thấy cáo thì sao nè,
là giả từ năm sơn lãnh năm thiền về đây hội hiệp xã Diên Tết thầy cũng như là ông chủ đa cũng như là đức Phật thầy Tây An. Nói rồi chỗ khác các thầy nó dạy ở chánh diện hương tam biệt là đất nước Việt Nam, ở cao nguyên lúc đầu ở nước Trà Lên vì mến tận hoàng trở về Nam nè đã còn sửa sang cho thiện tính được tịnh chân lý đó. Như vậy thì để trở lại trong cái chỗ nào là tiên tại Hồng Anh nó nhảy ra che chống đường sang tối về tinh đệ tử thay mặt người. Còn ở trong cái giảng Lan Thiên đó là tháng Giêng 19 mà thiên tài được. Tất nhiên là đúng cái ngày tháng Giêng 19 tháng Giêng là cái ngày đó là thiên tài Hồng Anh cũng được không như là thiên tài trong cái đề đó. Như vậy thì ở đây Đức Thầy muốn diễn tả thôi, không có gì diễn tả cái cảnh mà ở trên núi Đà Lên. Rồi cái cảnh đó như là ông Tử Đa đó không có được đất tạo như là ông Lan Thiên đó cảnh đó. Cái ông Lan Thiên như là ở ngoài đi vô như là có bà cũng như cái dài vô không trời cũng được. Thiên đó vô trong đó ông tu tất đạo thiên đó. Thì đó là Đức Thầy mới nhắc lại nguyên một cái đoạn từ cái chỗ là ngồi trên thảnh núi Liên Đài đó. Tôi hành tầm đạo một mai cuối đời nam thiên một cõi xa chơi non cao đỉnh thượng thảnh thơ vô cùng thiên hiệu gió thổi lạnh lùng thấp hơi lửa yếu lạnh lùng tầm đó. Thì đó là Đức Thầy mới nhắc lại coi như là cái cảnh Lan Thiên mà Đức mà ông Tử Đa tu tất đạo. Thì hôm nay Đức Thầy đã trở lại cứu độ cho chúng sanh. Thì hôm nay Đức Thầy là khấu thân là của ông Cử Đa cũng phải để mà độ cho tất cả các chúng sanh. Chứ hiện tại bây giờ cái thân xác của Đức Thầy đó là con chứ không được của bộ Đức Thầy. Chứ thật sự ra cái chân linh đó là Cử Đa, chân linh là của Đức Thầy Tây An. Cho nên Đức Thầy nó xuống mượn xác là năm cái mão là mượn xác đó. Nó là tạm xác quỳnh danh thân sạch sẽ hay là hòa thôn hảo cảnh xứ như là tạm giác nhân sanh khỏi an hạt là tạo mượn xác đâu thì đâu phải là chính thức đâu, nhưng mà chính thức thì là Tử Đa với Đức Phật Thầy Tây An chân linh đó là của Đức Phật Thầy Tây An chứ không Tử Đa đó. Còn như vậy đi đến đây chúng ta là một chữ